Hai bạn, hôm nay Tốt Về sẽ ăn măng cụt non và xoài non chấm muối tôm như ý nha bạn. À, muối tôm như ý có hàng giả nữa rồi nè bạn. Bạn sẽ hướng dẫn cho bạn cách phân biệt muối giả và muối thật nha. Thì muối thật á, ở trên cái hộp sẽ in dập nổi cái số điện thoại nè, cũng như là chữ muối tôm như ý được dập nổi lên như vậy, bạn thấy không? Còn muối giả thì không có. Các mặt của nó sẽ trơn láng như vậy nè. Và một cái nữa là muối thật á, ở trên tem á, sẽ in đầy đủ các thông tin như sau nè, là sản phẩm của cơ sở sản xuất muối tôm Như Ý Phát Tài, cũng như là đăng ký kinh doanh, số đăng ký kinh doanh ha, rồi địa chỉ nè, rồi BKD, cái số BKD, rồi email, fanpage, cũng như là số hotline, đầy đủ hết các bạn. Còn muối giả thì nó sẽ ghi một cái địa chỉ khác nha bạn, và ghi rất là sơ lược. Một cái nữa là trên nắp muối thật á, sẽ có chạy cái mã mà ngày sản xuất cũng như hạn sử dụng và mã sản phẩm nè bạn. Còn muối giả thì trên cái nắp không có nha bạn. Còn muối thật á, thì trong cái màn siêu ở trong đây nè bạn, đây là sẽ có in hình logo muối tôm Như Ý nè. Còn muối giả không có nha bạn. Nó sẽ trơn như vậy. Ôi, nó bị dính nè. Đây bạn, nó sẽ trơn như vậy, nó không có gì hết nha. Muối thật các bạn, cái vị nó sẽ vừa vị, không quá mặn nè và thơm mùi tôm. Còn muối giả là hạt muối chai, cay, mặn, có mùi tanh nha bạn. Muối tôm Như Ý hạt to này khá hot, số lượng bán ra lớn nên là bạn thấy nhiều nơi lợi dụng sản phẩm này của chị Ý á, để trục lợi cá nhân nè, và quan trọng là lè đảo người tiêu dùng. Với vai trò là người quảng bá của sản phẩm này á, thì vàng khá là bức xúc thay cho chị Như Ý khi mà chị phải nhìn thấy đứa con tinh thần của chị bị pha ke như vậy nè bạn. Đây, cái màu nó cũng khác các bạn. Vàng cũng bức xúc thay cho những bạn mà tậu phải hàng giả sẽ có những cái trải nghiệm không tốt về sản phẩm này á. Ok, nếu bạn xem được video này của bạn á, thì bạn hãy kiểm tra xem hũ muối nhà của bạn là thật hay giả nha. Còn nếu bạn chưa có thì hãy tậu về và trải nghiệm giống như bạn nè. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thưởng thức măng cụt và xoài non ngày hôm nay nha. Trước khi ăn thì bạn sẽ uống nước nè. Đố bạn hôm nay bạn uống gì? Ý, bạn uống dừa nè bạn. Ta ta. Bây giờ mình sẽ đổ ra. Và sẽ đổ muối thật ra nha bạn. Nhìn cái hạt là cuốn hút rồi đó bạn. Bạn muốn vàng ăn măng cụt trước hay là xoài trước nè? Thôi mình ăn măng cụt trước ha. Dạo này nghe nói măng cụt hot lắm phải không bạn? Ui. Rồi, mình sẽ chấm với muối. Mình bỏ muối lên. Chảy hết nước miếng mà. Mời bạn Tóc Vàng ăn, ăn. Măng cụt này nó có vị chua chua ngọt ngọt nha bạn, mà cái vị chua nó nhiều hơn ngọt, ăn với muối cũng khá là hợp bạn. Măng cụt.
vị măng cụt nó đặc trưng các bạn. Các bạn nào ăn thử như vậy chưa? Comment cho bạn biết đó nha. Xoài non cắt ra nó có nghe cái mùi bổ của xoài các bạn. Để luôn cái hạt thô của xoài các bạn. Ăn cái vị nó kích thích lắm bạn, nó đắng đắng. Thể dừng lại được. Có bạn nào coi tới khúc này mà chưa chảy nước miếng không? Thank you.
Cái xoài nó chua. Chua ăn chép quá trời chép à bạn. Cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng nha. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.